Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và hiện tại ở cửa hàng chợ ô tô của Dũng Audi đang có rất là nhiều những cái mẫu xe từ phân khúc hạng A cho đến những chiếc xe sang phân khúc hạng D, bán tải, gầm cao 5 chỗ, gầm cao 7 chỗ. Anh chị em đang có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp về số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966 để thương lượng về giá cả và những cái mẫu xe mà chúng ta đang tìm kiếm. Hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng luôn tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe. Ngày hôm nay thì em lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về tiếp theo. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng B cực kỳ là thông dụng trong cái tầm phân khúc hạng B, nó ngang cũng tầm Vios anh chị em nhé. Hai dòng xe này thì nó đang thống trị thị trường trong tầm phân khúc hạng B. Và đây chính là một chiếc Hyundai Accent đời 2018, số tự động, xe trang bị động cơ là 1.4. Bản này là bản ATH, bản đặc biệt, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu, trong khi đó là xe cũng rất là lành xe, cực kỳ là bền. Sau đây thì em sẽ review cho anh chị em về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Xe thì zin toàn tập, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Xe đẹp không một lỗ nhỏ luôn. Về trang thiết bị công nghệ bên ngoài, đầu tiên là cụm đèn bi siêu sáng kết hợp đèn halogen và có giải đèn nét định vị ban ngày. Đèn gầm của em này cũng trang bị là đèn bi và xi nhan được tích hợp trên gương. Bốn là răng đúc dạng phay cực kỳ là cứng cáp, đa chấu, và xe được trang bị 4 phanh ABS rồi. Đã có hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt, chống bó cứng phanh. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome, tích hợp nút mở cửa thông minh. Hyundai Accent là một cái dòng xe lành, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp. Chúng ta về có thể là phục vụ gia đình là một này, vì cái sự rộng rãi của em này. Cái thứ hai, chúng ta có thể về chạy dịch vụ vận tải khách hoặc chạy xe dâu, xe hoa đều được. Và form dáng nó cũng rất là đẹp và trẻ trung. Ở đằng sau thì em này trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho mọi người là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn, cũng như là cảnh báo va chạm sớm, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Xe thì tư nhân, biển 15A Hải Phòng. Xe cam kết luôn với anh chị em là không đâm vào tai nạn ngập nước, cũng như là không taxi dịch vụ. Đi vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi của chiếc Hyundai Accent đời 2018, số tự động, xe trang bị động cơ là 1.4, bản ATH, bản đặc biệt này. Như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe rồi. Anh chị em cũng đã ngắm tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài. Các bác có cái cảm nhận như thế nào về chiếc xe này sau khi xem qua về phần ngoại thất thì hãy để lại một comment dưới phần bình luận nhé. Và chiếc xe này hiện tại em đang giao bán với cái mức giá là 495 triệu đồng. Trong khi đó là giá vẫn còn thương lượng. Nếu mà thích xe rồi, hãy gọi điện trực tiếp về để thương lượng giá cả 0855 966 966. Ngoài ra thì em hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe trên mọi miền Tổ quốc. Nếu anh chị em nào có nhu cầu mua xe trả góp cũng như là chưa sắp xếp được thời gian cũng như công việc đến địa chỉ cửa hàng thì em có ship xe cho anh chị em. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho anh chị em nội thất của chiếc xe này. Xe thì zin toàn tập rồi. Nội thất bên trong của xe đây ạ. Nội thất bên trong với ghế da còn nguyên zin nguyên bản, ghế bọc da hai tông màu, zin đét theo xe luôn. Hàng ghế trước và hàng ghế sau này. Đấy, hàng ghế trước và hàng ghế sau đây nhá. Càng đét luôn, gọn gàng sạch sẽ, ghế da zin theo xe. Táp ly táp lô hai tông màu. Và xe trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, cụp điện được trang bị ở cái mặt bậc táp ly cánh bên lái đây. Và hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt, chống bó cứng phanh, cực kỳ là an toàn cho anh chị em. Có đây nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím với đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Nhận diện giọng nói này. Cruise control đi ga tự động có luôn nhá, có cả cruise control đi ga tự động. Màn hình giải trí theo xe, nó là một cái màn hình giải trí 7 inch. Có màn hình giải trí 7 inch đây. Và điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh, có đề nổ thông minh start stop. Đề nổ thông minh start stop đã được trang bị đây rồi nhá. Vô lăng củ số thì vẫn còn đẹp tuyệt vời. Đây củ số nó còn bóng loáng, còn rất là mới. Củ số rất là mới nhá. Còn về hệ thống túi khí an toàn thì em này được trang bị 6 túi khí an toàn với một chiếc ở trên vô lăng, một chiếc bên táp lô ghế phụ, hai chiếc trên hai cái cột giữa này nhá. Ở giữa cột này là cột bên này một chiếc, cột bên kia một chiếc, là hai chiếc, và trên ghế này hai chiếc nữa, là 6 túi khí an toàn.
Và Winna Accent bản ATS bản đặc biệt thì không thể thiếu cửa sổ trời rồi. Đấy, rất là nhiều công nghệ nhá, rất là nhiều công nghệ. Đó là những cái trang thiết bị công nghệ trên chiếc xe này. Còn bây giờ em sẽ tập trung đi review về mặt chất lượng của xe cho anh chị em xem. Vẫn như thường lệ thì em sẽ tiếp tục ở cánh đằng trước bên lái. Và đây là phần chỉ này, xe mới về thôi, em mới rửa qua nước lã đây nhá. Đấy, em mới rửa qua này, nước lã vẫn chưa khô này, rửa qua rồi đi quay luôn cho anh chị em này. Đấy, phần chỉ đây thẳng tắp luôn nhá. Đấy, thẳng tắp luôn, còn nguyên zin nguyên bản. Và cái phần ốc răng cửa đây chưa có hiện tượng là mở ốc nhá, chưa có hiện tượng là mở ốc, đưa khẩu hoặc là cái lê vào vặn vào đây. Đấy, còn nguyên zin luôn, được chưa? Chuyển đến phần cột thì đầu tiên anh chị em nhìn này, cái ốc bản lề treo trên cột này. Đấy, ốc bản lề treo trên cột đấy nhá. Nhá. Đấy, cũng chưa có hiện tượng là mở ốc bản lề trên cũng như là bản lề dưới đây. Chưa có hiện tượng là mở ốc luôn nhá. Quá đẹp rồi, siêu đẹp và siêu chất luôn. Còn ở cái khóa cửa này các bác nhìn này, còn mới cong nhá, còn mới cong. Ở chỗ này thì cái phần ấy khóa nó cọ sát vào, chứ còn ở đây thì rất là đẹp đây nhá, còn mới cong luôn. Chứng tỏ là cái phần cột này thì nó chưa xảy ra hiện tượng là đâm xô gì cả. Và nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn phần khoang động cơ, lát nữa sẽ review cho anh chị em ở phần khoang động cơ nữa. Xuống cánh đằng sau bên lái thì đây là phần chỉ này, phần chỉ cánh đằng sau bên lái đây. Đấy, nó cũng còn nguyên zin nhá, và không mất một phân chỉ nào của anh chị em, được chưa? Không mất một phân chỉ nào luôn. Còn về phần ốc răng cửa thì đây cũng tương tự như cánh trước bên lái, nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian, cũng chưa có hiện tượng là mở ốc nhá, chưa có hiện tượng mở ốc. Còn ở hai bên trên phần ốc bản lề thì anh chị em để ý này, bản lề nó mà zin rồi thì chắc chắn những cái phần này nó cũng còn nguyên zin luôn nhá, chắc chắn là nó cũng còn nguyên zin luôn, được chưa? Đấy, ốc gác chưa có hiện tượng là mở ốc. Em đi xuống đằng sau để review về mặt chất lượng cũng như là quay cốp xe luôn cho anh chị em này. Đấy, đằng sau đây thì cốp xe rất là rộng rãi này. Đấy, cốp xe cực kỳ là rộng rãi luôn, được chưa? Rộng thênh thang, tha hồ mà để đồ đi chơi, đi du lịch, phục vụ gia đình, chạy dịch vụ vận tải hành khách. Mặc dù khách nó mang nhiều, khách người ta mang nhiều đồ, nhưng mà chúng ta cũng không ngại nhá, không ngại với cái tầm phân khúc hạng B này. Đây là hốc lốp sơ cua. Đấy, là răng vẫn còn rất là mới nhá, đồ đạc kích thước là có đầy đủ. Ở phần máng nước này, đấy, hai bên máng nước này không có hiện tượng là lệch lạc về form về giá nhá. Đấy, đường cong vô cùng là đẹp luôn, dạ, vô cùng là đẹp. Em quay vào phần chỉ trong, đây là phần chỉ trong. Đó, phần chỉ trong rồi nhá, siêu đẹp luôn rồi. Đấy, siêu đẹp và cũng là siêu nét luôn, ok chưa? Chỉ trong thì cũng còn nguyên zin. Xuống phần sassi gầm bệ bên dưới, quá là chắc chắn và cứng cáp rồi nhá, rất là chắc chắn và cứng cáp, không có hiện tượng là han gì mối mọt hay là vết han cắt ghép nối, chưa? Không có một hiện tượng là han gì mối mọt cũng như là vết han cắt ghép nối ở đây, quá đẹp rồi. Quá chất rồi nhá, dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng sang phần thân bên phụ. Vòng sang phần thân bên phụ thì mọi người nhìn này, tiếp tục là cái phần ốc răng cửa này. Đấy, ốc răng cửa nó cũng rất là đẹp này nhá, rất là đẹp luôn. Và bản lề trên này cũng như là bản lề, cái phần bản lề trên và bản lề dưới này. Đó, ốc gác nó còn rất là đẹp nhá, chưa hiện tượng là mở ốc luôn. Và cái lớp bụi màu theo thời gian nó vẫn còn nguyên. Bây giờ thì em quay đến phần chỉ, chỉ của cánh sau bên phụ này. Đấy, chỉ cánh sau bên phụ đây, được chưa? Rồi, lên phần cánh trước bên phụ đây, đi lên phần cánh trước bên phụ. Thì đây là phần chỉ. Đã. Đây chỉ đây. Các bạn nhìn thấy chưa?
chỉ nó nét căng luôn rồi, cũng còn nguyên zin. Và ở đây thì cái là cái phần ốc giằng cửa này còn nguyên màu sơn nhá, ốc giằng cửa còn nguyên màu sơn, đẹp zin cả xe luôn. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ sau khi là review hết cho anh chị em là đằng trước này, bên lái này, đằng sau này, bên phụ này về mặt chất lượng rồi. Bây giờ sẽ làm vào bên trong phần khoang động cơ. Và bên trong phần khoang động cơ thì anh chị em có thể thấy em để mộc luôn nhá. Đấy, khô ròng luôn, khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu chảy mỡ. Và máy móc này, máy số thì còn nguyên zin luôn, được chưa? Ốc màu còn nguyên, chưa có hiện tượng mở ốc. Tất cả những con ốc màu ở chân máy này đều còn nguyên hết ốc màu nhá. Còn nguyên, ngay cả những cái giắc điện, cụm đèn pha, zin, zin đét như vậy. Đây nữa này, cụm đèn pha, giắc điện còn nguyên màu sơn, được chưa? Ở phần két nước này, cái lắp két nước này, tiêu này, cũng còn nguyên màu sơn. Cái này là cái lọc gió ở đây. Zin hết, zin cả xe luôn, tất cả các chi tiết, máy số zin đét luôn. Tất cả các chi tiết của nó đều vẫn còn nguyên zin nhá. Ngay cả những cái giắc điện các thứ này, đầu ống cút tiêu là nó còn nguyên zin hết đây này. Đấy. Gần như là cái giắc điện nào của em nó, cả những cái con buji ở đây cũng thế. Đấy. Gần như là cái giắc điện nào của em nó là cũng đều còn màu sơn hết, zin cả xe rồi anh chị em nhé. Xe nó quá là đẹp. Còn về mặt chất lượng, xe nó có va quẹt xước sát gì không? Ở đây lại có bác nhìn thấy ốc cabo này còn nguyên cái bụi màu theo thời gian, chứ chưa có hiện tượng là mở ốc nhá. Nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian, chưa có hiện tượng mở ốc. Và quay đến phần chỉ. Đấy, chỉ đây. Dạ. Sang bên này, sang bên này thì cũng tương tự là cái phần chỉ này. Đấy, chỉ nhá. Và cái phần ốc cabo này, đấy, quay sát luôn. Nó là những cái lớp bụi màu theo thời gian, chứ không có hiện tượng là mở ốc nhá. Không có hiện tượng là mở ốc hoặc là tháo dỡ ốc ra. Ok chưa? Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một cái mẫu sedan phân khúc hạng B, chạy rất là lành, cũng là cực kỳ là thông dụng trên thị trường Việt Nam. Và đây chính là một chiếc Hyundai Accent đời 2018, trang bị động cơ là 1.4 số tự động bản ATS bản đặc biệt, zin cả xe, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Với giá thành 495 triệu đồng vẫn còn thương lượng, anh chị em hãy gọi điện trực tiếp về cho Dũng Audi 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.